diễn viên Thiên Kim qua đời ở tuổi 90. Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, bà qua đời lúc 0 giờ 30 phút hôm 20 tháng 2 tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tuấn, con trai nghệ sĩ, cho biết bà ra đi bình yên bên con cháu. Thời gian qua, Thiên Kim dần suy yếu vì thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp. Sau khi mắc COVID-19 hồi cuối năm ngoái, bà gặp nhiều biến chứng, giảm 10kg trong hơn một tháng. Nhiều năm qua, Thiên Kim vẫn sôi nổi đóng phim. Sức yếu, bà từ chối những lời mời đóng ở các tỉnh, chủ yếu nhận những dự án quay tại Thành phố Hồ Chí Minh như các phim quảng cáo. Bà từng nói, tôi đóng vì tình yêu nghề vẫn âm ỉ mấy chục năm nay, chứ không phải vì tiền. Ai kêu gì, tôi đóng nấy. Thỉnh thoảng, có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp dự án của các em, tôi vẫn nhận lời. Niềm vui của bà ở tuổi xế chiều là được sum vầy bên các bạn hữu viện dưỡng lão như Ngọc Đáng, Diệu Hiền. Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Cha của bà là Kép Độc Sáu Đỏ, thầy của cố nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang. Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, đến năm 1955, sau vở diễn Lấp Sông Danh, bà chuyển sang tân nhạc. Lúc bấy giờ, bà biểu diễn chung sân khấu với ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn Vọng Phu sáng tác Lê Thương, Lời Người Ra Đi sáng tác Trần Hoàn. Dần dà, bà chuyển sang lĩnh vực kịch nói, phim ảnh. Bà nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất với hàng trăm bộ phim, từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn phụ. Bà đảm nhận nhiều dạng vai, nhưng quen thuộc nhất là vai người mẹ, người bà. Các phim ghi dấu ấn của bà là Vĩnh Biệt Đàn Bà, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ, Vua Sân Cỏ, Mẹ Chồng Nàng Dâu, Chàng Trai Không Biết Ghen, Hạnh Phúc Quanh Đây, Những Đứa Con Thành Phố, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hoa Hồng Không Dành Cho Em, Hát Boy Nổi Loạn.